Hà Tĩnh bắt giữ cán bộ tư pháp sát phạt trạm trưởng y tế xã Sơn Long trên chiếu bạc. Khởi tố hàng chục đối tượng trong đường dây lô đề 500 triệu mỗi ngày cũng tại Hà Tĩnh. Bằng ghế tin đồn của cầu thủ Quang Hải bị dọa tạt axit, công an Hà Nội xác minh vụ việc. Ninh Thuận vào cuộc điều tra việc chánh án tòa huyện Ninh Phước đột ngột tử vong. 6 tháng tù giam cho người tự xưng ban chỉ đạo quận 7 tại siêu thị Yon City Mart Vụ án bán 43 hecta đất gây thiệt hại ngân sách nhà nước, truy tố cụ bí thư Trần Văn Nam, khởi tố phó giám đốc sở tài chính tỉnh Bình Dương. Trên thế giới, người bị oan trong vụ ám sát Malcolm X đòi bồi thường 20 triệu đô la Mỹ. Australia mở cửa trở lại cho phép nhập cảnh sau 2 năm bùng phát đại dịch. Haiti tổ chức quốc tang tưởng niệm nạn nhân vụ nổ xe bồn nhiên liệu. <laughs> Minh phục kính chào quý vị đang theo dõi tin tức 24 giờ trên các nền tảng của FBNC. Thưa quý vị, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vừa tiếp nhận từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng vụ án hình sự buôn lậu tàu biển nước ngoài đưa về Việt Nam để xẻ thịt thành sắt vụn bán kiếm lợi. Kết quả điều tra cho thấy vào khoảng cuối tháng 1 của năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng ở tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu hoạt động mua tàu của chủ tàu ở nước ngoài, không làm các thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định pháp luật, với mục đích bán lại để phá vỡ bán xuất vùng kiếm lời. Sau khi tiến hành xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng do Đỗ Bá Khang sinh năm 1977, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khang Vinh, trụ sở tại phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã tổ chức mua tàu Chung Chin của chủ tàu ở Đài Loan Trung Quốc là công ty Jin Yan, mục đích bán lại cho nhóm người ở Hải Phòng do Nguyễn Văn Soái sinh năm 1978 chịu trách nhiệm chính khi bắt đầu cho cắt phá phần cabin tàu và tháo dỡ các thiết bị hàng hải thì bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phát hiện. Cơ quan chức năng xác định tàu Junjin được sản xuất từ một năm 1969 tại Trung Quốc có trọng tải là 3.200 tấn. Trước đó thuyền viên trên con tàu này cũng đã từng bị lực lượng chức năng phát hiện vận chuyển thuốc lá lậu. Chuyển sang một thông tin khác, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa bắt quả tang 5 đối tượng đánh bài ăn tiền tại trạm y tế xã Sơn Long của huyện này. Và điều đáng nói là trong nhóm người tham gia đánh bạc thì có 4 đối tượng là cán bộ của xã. Và thời điểm bị phát hiện, nhóm người này vẫn đang say sưa sát phạt nhau. Và theo thông tin ban đầu, tại thời điểm bị phát hiện, lực lượng công an đã bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bài ăn tiền tại trạm y tế xã Sơn Long của huyện này. Trong đó có một cán bộ tư pháp xã Sơn Trà, trạm trưởng y tế xã Sơn Long phó chủ nhiệm hợp tác xã Sơn Long, đội trưởng thôn 3 xã Sơn Long và một người dân. Tại hiện trường, công an huyện Hương Sơn thu giữ một bộ bài tú lơ khơ 9 triệu đồng giữa chiếu bạc và thêm 4 triệu đồng trong người của các đối tượng. Hiện các đối tượng đang được cho tại ngoại. Cũng tại Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, phá thành công chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, khởi tố 26 đối tượng. Địa bàn hoạt động của nhóm này trải dài từ thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Can Lộc, Lộc Hà. Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ 40 đối tượng có liên quan đến đường dây này, trong đó có Nguyễn Phủ Lợi sinh năm 1986, Võ Thị Linh sinh năm 1989 và Từ Thị Nga sinh năm 1987 cầm đầu. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 63 điện thoại di động, 5 ô tô, 17 thẻ ATM, 3 máy tính bảng, 6 sổ ghi chép và trên 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án. Để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề, ba đối tượng là Lợi Linh và Nga đã đứng ra làm đầu mối phân công nhiệm vụ cho các đối tượng trong đường dây tổ chức cho các con bạc đánh. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc rất tinh vi. Mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua tin nhắn điện thoại và các trang mạng xã hội. Việc nhận và chuyển bản ghi lô đề của các đối tượng đều sử dụng SIM không chính chủ, lập nên các tên ảo trên mạng xã hội để giao dịch. Việc chuyển thanh toán tiền đều qua tài khoản ngân hàng. Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, mỗi ngày số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề này lên đến trên 500 triệu đồng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao gọi tắt là BA05 Công an thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận được đơn trình báo và đang xác minh vụ việc Chu Thanh Huyền trú tại thành phố Hà Nội bị một số đối tượng nhắn tin đe dọa. Được biết cô là bạn gái tin đồn của cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam Nguyễn Quang Hải. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 28.000 lượt theo dõi của Chu Thanh Huyền đã đăng tải một bài viết kèm hình ảnh về việc bản thân và gia đình bị đe dọa và lan truyền các hình ảnh nhạy cảm trên danh nghĩa của Huyền. Tiếp đó, các đối tượng này gửi tin nhắn đến cô với nội dung hành hung tạc axit bố mẹ Huyền. Bài viết của Chu Thanh Huyền nhận được nhiều sự chú ý, cô chia sẻ thêm, Huyền không hề quen biết những đối tượng này và mình là người bị hại. Trước sự đe dọa của các đối tượng, bạn gái tin đồn của Hoàng Hải đã đến trụ sở phòng BA05 để trình báo nhờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng. Công an huyện Ninh Phước đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Dũng sinh năm 1976, trú tại thôn Phước An 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước của tỉnh Ninh Thuận, cùng với ba người khác của gia đình để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Được biết, nhóm đối tượng này đã rất tâm tạc xăng dầu lên người của lực lượng chức năng để đốt khi bị cưỡng chế đất đai. Theo công an huyện Ninh Phước, gia đình ông Dũng cùng 18 hộ dân tại địa phương sử dụng con mương nội đồng có đoạn chảy qua phần đất nhà ông Dũng. Tuy nhiên, 5 năm gần đây, gia đình ông Dũng đã chiếm hữu con mương và chặn dòng, yêu cầu người dân đóng tiền để được mở nước sử dụng. Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa nhân dân huyện Ninh Phước đã đưa vụ án tranh chấp dân sự ra xét xử, ban hành quyết định yêu cầu gia đình ông Dũng để con mương cho cộng đồng dùng chung. Tuy nhiên, gia đình ông Dũng vẫn không chấp nhận. Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước đã buộc thi hành quyết định cưỡng chế. Thì ông Dũng và gia đình đã dùng hung khí đe dọa lực lượng chức năng và như ở trên, gia đình này còn tạt xăng dầu lên người cán bộ và công an xã, chuẩn bị mồi lửa để đốt thì bị khống chế bắt giữ. Ngoài Lê Văn Dũng thì công an huyện cũng bắt giữ Bùi Thị Hồng sinh năm 1981, Võ Thị Thảo sinh năm 1940 và Lê Thị Cháu sinh năm 1946 cùng hành vi chống người thi hành công vụ. Sáng nay ngày 15 tháng 12, ông Lê Hưng Dũng là chánh án tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết đang làm báo cáo gửi tòa án nhân dân tối cao về cái chết của ông Hán Văn Nhuận, chánh án tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tại khu vực phía Nam đã tống đạt quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại đối với bà Quảng Thị Thái Bình, thư ký tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án. Bà Bình là thuộc cấp cũng từng là thư ký giúp việc cho thẩm phán Hán Văn Nhuận tại một vụ án tranh chấp về dân sự diễn ra vào năm 2017. Vào thời điểm đó, ở giai đoạn hòa giải, nguyên đơn đề nghị bà Bình ghi thêm vào biên bản trừ ra số tiền 100 triệu đồng mà vợ chồng bị đơn đã trả trong quá trình làm việc. Thư ký này sau đó không giao biên bản hòa giải cho các đương sự theo đúng luật tố tụng mà đưa ông Nhuận ký công nhận kết quả hòa giải thành của các đương sự không đúng pháp luật. Quyết định hòa giải này sau đó bị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy để giải quyết lại. Theo lãnh đạo tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận, hành vi ghi thêm vào hồ sơ vụ án của bà Bình không làm sai lệch nội dung vụ án và bà này cũng không tiêu lợi cá nhân trong quá trình giải quyết vụ việc. Trước đó, người dân địa phương phát hiện ông Nhuận đã tử vong tại rẫy của gia đình ở thôn Hậu Xanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước. Theo bạn bè của chánh án tòa nhân dân huyện Ninh Phước cho hay, ông có dấu hiệu lo lắng buồn bã sau khi bị triệu tập gần đây liên quan đến vụ án diễn ra vào năm 2017. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Toán án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm bị cáo Hồ Hữu Nhân, sinh năm 1980, ngụ Tiền Giang, người đã tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 gây ra sự náo loạn tại siêu thị ION CITYMARK vào ngày 29 tháng 8 vừa qua. Tại tòa, bị cáo cho rằng cáo trạng đã nêu sai sự việc bởi trước khi có chỉ thị số 16 là chỉ thị 15 thì người dân vẫn được đi ra ngoài. Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai nhưng không phạm tội chống người thi hành công vụ. Liên quan đến chiếc thẻ mà ông Nhân liên tục cầm ra khoe trong đoạn video, bút lục lời khai thể hiện thẻ công vụ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quận 7 mà ông Nhân đưa ra tại siêu thị là lấy từ ông Hoàng, em của ông Nguyễn Đức Trí là trưởng phòng quản lý đô thị quận 7. Cụ thể hơn, ông Nhân lấy thẻ công vụ từ tại ông Hoàng dù đã bị đòi nhiều lần nhưng vẫn không trả. Viện kiểm sát nhận định hành vi vi phạm pháp luật gây dư luận xấu trong nhân dân nguy hiểm cho xã hội của ông Hồ Hữu Nhân cần có mức án nghiêm để răng đe. Từ đó đề nghị xử phạt bị cáo từ 9 tháng đến 1 năm cải tạo không giam giữ, tội chống người thi hành công vụ. Có quan điểm khác, Viện Kiểm sát, Hội đồng xét xử cho rằng với hành vi chống người thi hành công vụ, bị cáo cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 6 tháng tù giam đối với bị cáo Hồ Hữu Nhân liên quan đến vụ việc sai phạm của cựu bí thư Bình Dương Trần Văn Nam câu kết với bố con ông Nguyễn Đại Dương, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, trách nhiệm hàng một thành viên và các đơn vị có liên quan. Kết luận đưa ra cho thấy đủ cơ sở để buộc tội ông Nguyễn Văn Minh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty 3 tháng 2, cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các đồng phạm đã thực hiện hành vi cố ý làm trái nội dung phê duyệt của tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 hecta sang công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập điều hành. Cơ quan điều tra xác định giá trị quyền sử dụng 43 hecta đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ dầu Một tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỷ đồng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 302 tỷ đồng, giá chuyển nhượng hơn 250 tỷ đồng đối với các bị can Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương và các đồng phạm. Kết luận điều tra bổ sung cho rằng các bị can này biết rõ tổng công ty 3 tháng 2 chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 hecta phải bàn giao cho công ty Imco nhưng không chỉ đạo hủy hợp đồng chuyển nhượng khu đất với công ty Tân Phú để trả về cho công ty Imco gây thất thoát cho nhà nước hơn 302 tỷ đồng. Riêng bị cáo Nam còn đồng ý cho tổng công ty 3 tháng 2 được tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp tại công ty Tân Phú cho công ty Âu Lạc, tạo điều kiện để ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất việc chuyển toàn bộ quyền quản lý của nhà nước tại khu đất 43 hectare sang tư nhân. Trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cũng chỉ rõ hành vi của cựu phó giám đốc Sở Tài chính Bình Dương Hà Văn Thuận. Theo đó, bị cáo Thuận và cấp dưới biết khu đất 43 hecta được chuyển nhượng trái quy định, nhưng vẫn thẩm định đồng ý phân loại đất và tài sản chờ thanh lý. Trong đó, bị can Thuận còn ký tờ trình tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video cho thấy trong lúc nhiều người đang ngồi tại một quán cà phê thì bất ngờ một nhóm thanh niên mang hung khí lao tới tấn công, đập phá đồ đạc loạn xạ khiến cho nhiều người hoảng sợ bỏ chạy. Được biết sự việc xảy ra tại Bình Dương. Công an thành phố Giang, tỉnh Bình Dương sáng nay thông tin cho biết đang xác minh và truy bắt nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, tấn công người và hủy hoại tài sản tại một quán cà phê. Tại đây, nhóm này đã dùng mũ bảo hiểm và hung khí tấn công những người ngồi trước quán. Tiếp đó, nhóm đối tượng còn hung hăng vào trong quán đập phá bàn ghế đe dọa người bên trong rồi rời đi. Sự việc khiến cho khu vực này hỗn loạn, nhiều người hoảng sợ phải đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Một số nạn nhân cũng bị thương tích sau khi bị tấn công. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được một số đối tượng trong nhóm này và đang tiến hành trích xuất camera để truy xét nhóm đối tượng gây án. Tiếp tục sẽ là những thông tin về tình hình quốc tế. Kính thưa quý vị, ông Muhammad Aziz là một trong hai người đàn ông được minh oan vào tháng trước trong vụ giết Malcolm X, đã đề đơn kiện dân sự vào thứ ba chống lại bang New York, yêu cầu bồi thường thiệt hại 20 triệu đô la Mỹ. Ông Muhammad Aziz, cũng đã đệ đơn kiện thành phố New York vì vi phạm dân quyền và có các hành vi sai trái của chính phủ đã gây ra việc kết án oan cho ông. Ông Aziz nói trong một tuyên bố, Mặc dù tôi không hiểu cuộc sống của mình có thể sẽ như thế nào nếu công lý này không bao giờ xảy ra, những tổn thương sâu sắc và lâu dài mà nó gây ra không có gì có thể đo đếm được. Những người có trách nhiệm tức đi quyền tự do của tôi và tức đoạt gia đình của một người chồng, người cha phải chịu trách nhiệm. Ông Aziz và Khali Islam bị kết tội đồng phạm trong vụ ám sát Malcolm X năm 1965. Nhưng với những bằng chứng mới được đưa ra thì cả hai được minh oan. Tuy vậy, ông Khalid Islam đã chết trong tù cách đây nhiều năm. Australia hôm thứ Tư, tức ngày 15 tháng 12, đã mở lại biên giới cho những chuyên gia nước ngoài và sinh viên nước ngoài đã được tiêm phòng sau lệnh cấm nhập cảnh gần 2 năm, trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và khởi động lại các chuyến du lịch quốc tế. Cảm giác vẫn chưa thật, tôi chỉ có 2 tuần để chuẩn bị nên không chuẩn bị tinh thần để bay đến đây. Một du khách đến từ Nhật Bản cho biết khi những du khách khác ôm các thành viên gia đình và bạn bè khi đến sân bay Sydney, sự xuất hiện của biến thể Omicron mới đã buộc các quan chức phải trì hoãn việc mở cửa trở lại 2 tuần sau khi các quan chức y tế để có thêm thông tin vì chủng virus mới này. Cho đến nay, dường như biểu hiện các triệu chứng nhẹ hơn so với các biến thể COVID-19 khác. Australia đã đóng cửa biên trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của các loại virus corona mới, hạn chế số lượng công dân và thường trú nhân được cho phép nhập cảnh. Việc nới lỏng các quy định về biên giới và sự trở lại của sinh viên nước ngoài được cho là sẽ giảm bớt tình trạng thiếu lao động, vốn có nguy cơ cản trở sự phục hồi kinh tế. Ngày 14 tháng 12, theo hãng tin Reuters, một phát ngôn viên cho biết Ủy ban Liên hợp về đạo đức công cộng tại bang New York đã bỏ phiếu với kết quả là 12 phiếu thuận và một phiếu chống để thông qua quyết định yêu cầu cựu thống đốc là Andrew Cuomo trả lại 5,1 triệu đô tiền viết hồi ký sau khi phát hiện các vi phạm đạo đức của ông. Theo báo New York Times, ông Cuomo có thời hạn 30 ngày để nộp lại số tiền ông kiếm được khi viết sách American Crisis, Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic, tạm dịch là cuộc khủng hoảng Mỹ, những bài học lãnh đạo từ đại dịch COVID-19. Trong một tuyên bố cùng ngày, luật sư Jim McGuire của ông Cuomo cho biết sẽ chiến đấu chống lại quyết định nói trên của Ủy ban Đạo đức. Tháng 11 vừa qua, Ủy ban Đạo đức nói ông Cuomo đã vi phạm yêu cầu không sử dụng nguồn lực của bang để hoàn thành sách và trình bày về thời gian hoàn thành sách. Trước đó vào tháng 5 vừa qua, ông Cuomo xác nhận kiếm được 5 triệu đô la Mỹ cho sách viết về sự lãnh đạo của ông trong quá trình chống dịch COVID-19. Cụ thể, ông Cuomo nhận được 3,1 triệu đô la Mỹ cho cuốn sách nói trên và sẽ có thêm 2 triệu đô la Mỹ khi xuất bản hồi ký. Tháng 8 vừa qua, ông Cuomo đã từ chức thống đốc bang New York sau khi bị cáo buộc dâm mô hàng chục phụ nữ, gồm cả cấp dưới. Bà Kathy Hochul đã tiếp quản ghế thống đốc của ông Cuomo và trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang New York. Kính thưa quý vị, hôm qua, Haiti đã chứng kiến vụ nổ xe bồn nghiêm trọng khi ít nhất là 60 người chết. Vào cùng ngày, chính phủ Haiti đã thông báo tổ chức quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong sự cố này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình của những người thiệt mạng vì vụ nổ xe bồn chở nhiên liệu tại thành phố Cảng Các Haitien hôm ngày 14 tháng 12, đồng thời xác nhận để tăng tưởng niệm các nạn nhân trong vòng 3 ngày. Bên cạnh đó, Ông Henry còn cho biết thêm những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện dã dạ chiến vừa được thành lập nhằm giảm tải sức ép lên hệ thống y tế địa phương. Theo truyền thông, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sau khi chiếc xe bồn chở nhiên liệu bị lật vì tránh một phương tiện khác và phát nổ. Hầu hết các nạn nhân trong vụ việc này đều là người dân đổ xô đến hiện trường để lấy nhiên liệu. Ngoài 60 người thiệt mạng và nhiều người khác bị bỏng, vụ nổ còn khiến 20 ngôi nhà xung quanh bị thiêu rụi. Không những vậy, sự cố này còn đẩy Haiti ngày càng chìm sâu hơn trong tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng. Trong một thông báo mới đây, giới chức Thái Lan cho biết ghi nhận hai trường hợp thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng thuộc lực lượng không quân ở tỉnh Nakhon Sawan. Một trong số trực thăng thuộc đội bay của Trung tâm Hàng không quân sự tại tỉnh Lopburi, Thái Lan đang tham gia chuyến bay huấn luyện vào sáng ngày 14 tháng 12, thì bất ngờ gặp sự cố, bốc cháy và rơi xuống khu vực tỉnh lân cận Nakhon Sawan. Toàn bộ phi hành đoàn gồm hai người trên phương tiện đều thiệt mạng. Trong một tuyên bố sau đó, các nhà chức trách Thái Lan đã bày tỏ sự thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị.